Nhưng mà không? Nó cũng được chứ. Đúng bài tụi ăn quay vay tụi em rồi. Tôi phải định. Không biết là sợ chết kìa. Nó có ẩm ơ. Dạ, cái đuôi mà. À. Lôi hẹp cổ. Thôi nó đuôi nhờ. Đuôi. Nó gì hả? Ừ. Nó rớt nó xuống cả. Thôi em. Theo cái tập thuốc mình. Lấy dao kìa được. Xem dao. Không có được. À đi. Chấp thuộc. Thôi anh chạy vậy. Dao đỡ thuốc đỡ tiêu thôi. Dao lộn dao. Cắt ạ. Bị nhận bị cò thôi nhá. Thế nhận bị cò có chân hợp âm bèo nó không yếu tốc à? Cò có lại yếu tốc à? Chân hợp âm bèo à? Hả? Chân lô à? Lô thật lô đừng như cây hợp âm bèo làm thế nào à? Hả? Nghe cây hợp âm quay cả hả? Nó khi trả đạc ở hộp ở hiệu tol tao biểu tại bị chắc con rắn màu cả bọn đạc biểu chữa cái bà năm rốt biểu chữa vô khăn. Chị nhân nào khăn à? Mở núi đây mà không chịu. Đặt thằng cả ơi. Đi lại cột đâu. Nhà bị chứ nữa hả? Cháu sạc à? Sợ nhau bao lần à? Dạ.
Vị thân nặng nhau đi, phải không ạ? Thử cả nhỉ? Ừ. Yeah. Phải không ạ? Thử thân nặng nhau không ạ? Quay cả. Rồi, xem, trả lại cho nó. Hy vọng nó làm tiếp. Một tí cũng lẻ à? Ừ. Đắc đắc đấy à? Đây, thằng ba của anh em từ sớm tới giờ này. Wow. Đô mồ hôi chỉ. Chờ đi tiếp. Bỏ trong luôn. Nhận biết hay tặng. Đó, đó luôn. Nhận biết hay chị hỏi ấy. Nhận sẽ biết đúng không? Này. Nhận biết. Nó ô. Nó. Nghe thuốc, phun thuốc bây giờ chống mặt rồi. Nhưng bà to hơn đấy. Hụt hụt mà. Hàn hả? Ừ. Oh, hụt đi đặt rất nhiều hụt ở. Hụt rất nhiều. Họ là pơm. Ờ. Mơ làm. Không chữ nào? Đây, giấc lưu. Đặt lưu nó ở.